Giảm cân thần tốc 2 buổi, đẹp cả 365 ngày. Nhiều chị em đã lập tức có được vóc dáng chuẩn ngay dịp năm mới tại Lavender. Đây là thời điểm nhiều ngôi sao lấy lại form dáng sau một năm hoạt động ít có thời gian tập luyện. Đợt cuối năm thì Trinh cũng tranh thủ qua Lavender làm giảm mỡ. Hiện tại thì những vùng tích mỡ nhiều của Trinh đều đã thon gọn trở lại rất là nhanh rồi. Không những thế còn săn chắc hơn nữa, Trinh rất là thích luôn á. Thật là ngạc nhiên khi chỉ trong vòng 2 buổi mà thôi mình đã có thể giảm đi 3 kg. Nhiều chị em muốn ăn uống thoải mái dịp lễ Tết nhưng vẫn giảm được cân cũng lựa chọn thời điểm này để giảm béo tại Lavender. Cách đây 2 tháng thì mình nặng gần 60 kg, thân hình rất là ục ịch. Chỉ sau 2 buổi giảm béo Conchi Plus thì mình đã giảm được 3 kg rồi đấy. Thật là tuyệt vời khi mà Tết này vừa có một vóc dáng thon gọn mà lại không phải ăn kiêng. Các khách hàng cân nặng quá khổ muốn giảm cân thần tốc đầu xuân để cả năm thon gọn cũng đến trải nghiệm Conchi Plus ngay thời gian này. Cách đây hơn 1 tháng thì body của mình không được thon gọn như bây giờ, khoảng hơn 60 cân, cho nên là mình đã tìm đến Lavender để giảm béo. Sau 2 buổi giảm cân ở Lavender thì mình đã giảm được 3 kg. Về nhà mình sinh hoạt bình thường mà mình giảm thêm được 4 kg nữa, hiện tại mình chỉ còn 53 kg thôi. Đầu xuân giảm béo với Conchi Plus thon gọn cả năm, gọi ngay like 0902308888.